Chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Juni Supercar Vlog. Hôm nay thì Juni sẽ giới thiệu các bạn một địa chỉ để các bạn đỗ xe toàn những hàng khủng luôn. Và như các bạn quan sát đây thì ít nhất trong đây đã có hai siêu phẩm các bạn nhé. Đó, và đây là một siêu phẩm rất đáng chú ý. Nếu như anh em nào là fan của ca sĩ Tuấn Hưng thì các bạn có thể quan sát được chiếc này thuộc sở hữu của anh Hưng và đang được làm đẹp và đỗ một số chi tiết tại xưởng này các bạn nhé. Đây, bây giờ thì mình sẽ đề nổ thử siêu phẩm này cho các bạn nghe thử tiếng bô nhé các bạn nhé. 1500cc xem nó khủng như nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải vặn cái công tắc ở dưới này. Nó có một cái công tắc ở đây, các bạn sẽ vặn sang bên đây. Các bạn nhìn cái đèn sáng không? Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ bật tung điện và xăng. Run này và... địa chỉ tại 131 Nghi Tàm. Đây là cửa hàng Vmoto và mới mở thêm một cái workshop tại cửa hàng, và các bạn có thể quan sát rất nhiều đồ cho anh em có thể độ xe ở đây, đặc biệt là những chiếc Harley Davidson. Các bạn có thể độ và thêm đồ chơi. Đặc biệt là những chiếc xe đang có mặt đây, các bạn thấy được độ thêm hệ thống đèn và các bạn có thể thay đổi các màu sắc khác nhau khi các bạn di chuyển ở buổi tối, thì cái hệ thống đèn thì cực kỳ đẹp luôn. Còn đây, quay trở lại với siêu phẩm có lẽ là cực kỳ hiếm tại Việt Nam và đang thuộc sở hữu của anh Hưng. Chiếc này thì có lẽ anh Hưng mua về trưng bày hoặc là có thể sẽ xuất hiện trong một MV ca nhạc nào đấy trong tương lai. Mình cũng sẽ không chia sẻ quá nhiều, mình cũng không am hiểu quá nhiều về những cái mẫu xe độ đỉnh cao như này. Tuy nhiên mình sẽ quay cho các bạn xem những cái chi tiết độc đáo và đẹp của em đó. Đầu tiên là cái gắp trước các bạn này, các bạn nhìn chưa, nó là cực kỳ chất luôn. Và đây mới là cái hệ thống treo các bạn nhé, cục trước này nó nằm thụt hẳn lại phía sau so với cái bánh trước của xe. Và cái mâm này cũng được làm cực kỳ độc đáo, anh em quan sát thì cái đĩa phanh to đó, và cái trục này cũng được vệ sinh quá là ấn tượng. Cùng phanh phần đầu xe này các bạn quan sát, đỉnh cao của một mẫu xe mô tô độ các bạn. Hai cái đèn bi led cỡ lớn, trên có hai cái đèn xi nhan nữa, và cái mặt nạ phía trước nó được làm vuốt ra phía sau. Còn đây là cái góc bên này, đó cái góc trước là hai bên đều có các bạn nhé. Và cái đây là cái cuộc to, rất to luôn, cái lò xo trước các bạn. Không biết nó được làm từ chất liệu gì và công nghệ gì, anh em nào biết có thể chia sẻ ở dưới các bạn nhé. Và đây cũng được lắp thêm tượng đèn này. Cái đèn này có thể thay đổi màu sắc trên cái app ở trên điện thoại, các bạn thay đổi bằng điện thoại nhé. Đây có hai cái khe hút gió để làm mát, có lẽ là mát với khối động cơ. Đây cái phần động cơ của xe, động cơ này là theo được anh chủ của cửa hàng chia sẻ thì là động cơ 1550cc. Và động cơ này thì nghe đâu được Porsche sản xuất từ đời đâu có khoảng 2008 hay 2009 gì đó, và được lắp và độ lại trên phiên bản này. Các bạn nhìn phần đầu xe này, thiết kế gọi là đỉnh cao luôn. Cái tay lái các bạn nhìn, nó vuốt từ đây và nó chạy xuống phía đây, đỉnh của đỉnh luôn. Và chiếc này thì được chăm sóc và làm đẹp, nói là từng ngóc ngách một đều được mới và sạch sẽ các bạn. Kim loại sáng bóng này, gương này, cái đồng hồ đo này, đó, đồng hồ đo ở chính giữa này, vị trí bình xăng con này,
các chi tiết ốp xung quanh và hệ thống đèn được lắp tại rất nhiều vị trí trên thân xe các bạn nhé, và nó có thể đổi màu tới khối động cơ các bạn. Wow, nhìn mê dã man luôn. Đây là vị trí các bạn sang số này. Đó. Các cái chi tiết này đều được vệ sinh và làm đẹp. Còn đây, tiếp tục giới thiệu bạn phần đuôi xe. Wow, quả mâm này. Quả mâm được làm đặc các bạn, và có cái phanh đĩa bên trong. Nó được phủ bóng, các bạn có thể soi gương được luôn ở bên trong. Và đây là tủ dạng bánh béo các bạn này. To như lốp ô tô luôn. Và nhiều bề ngang cực kỳ lớn, và đây mình ngó xem thông số lốp của nó là bao nhiêu. Wow, 280/35R18 rồi nhé, mâm 18 và lốp 280/35. Wow, cái chiều ngang của nó là 280, gần bằng với những chiếc xe sang. Và hệ thống phanh đĩa cũng như cái trục dẫn động của xe các bạn này, nhìn nó cực kỳ khủng luôn đấy. Đây, cái phần này nó được làm chống da, và đây là cái vị trí yên. Nhưng chiếc này thì chỉ có một người ngồi thôi, bọc da, không biết đây có phải là da cá sấu không, nhìn xịn sò các bạn. Đây là tổng thể cái phần đuôi, các bạn nhìn cái góc sau, các bạn thấy cái trục dẫn động của chiếc này nó được làm rất dài các bạn nhé. Đó, cái khoảng trục dẫn động ở giữa này rất lớn luôn đấy. Đây, các bạn góc nhìn từ trên xuống của siêu phẩm này. Đây, chiếc bên cạnh cũng có cái lốp, mình nghĩ là nó cũng tương đương, gần tương đương nhau đấy. Hoặc là nó nhỏ hơn một chút thôi, cái tiết diện ngang nó nhỏ hơn một chút thôi. Cái bánh sau cũng được làm tương tự này. Kim loại mạ chrome sáng bóng và được làm đặc. Các bạn nhìn được chất lượng dã man. Đây là cái dây cura này. Vị trí gắn biển số ấy. Yên của chiếc này thì mới được làm liền với cái phần chắn bùn phía sau. Và chiếc này cũng đã được độ lò xo cái hệ thống treo phía sau các bạn. Độ hệ thống treo phía sau có thể nâng lên hoặc là hạ xuống, như các bạn đây, nó có thể hạ sát vào cái chắn bùn này, có thể sát vào cái lốp luôn, hoặc là các bạn có thể nâng nó cao lên đấy. Hệ thống đây các bạn độ này. Đó, cái hệ thống treo phía sau các bạn có thể nâng lên hoặc hạ xuống ở hai cái nút bấm ở đây. Nó sẽ dùng điện để bơm hoặc là xả ra để cho cái phần này nó thấp xuống, gần như là hai cái này nó sát xít với nhau các bạn, hoặc là các bạn có thể nâng nó lên. Đó, nâng lên để tạo một khoảng trống lớn hơn, rất hiện đại các bạn nhỉ. Còn đây các bạn nhìn thấy cái tay nắm của chiếc này được làm vòng đẹp dã man, và cái đồng hồ nó đặt ngay trên cái nắp bình xăng, ngay trên cái bình xăng này các bạn này. Và rất nhiều các chi tiết kim loại mạ chrome. Đây là chiếc Fastboy được độ lên và nó cực đỉnh. Đây anh em phải quan sát. Wow,